Trong sắp tới 1046 vừa qua, chúng ta đã được xem tiếp diễn biến tình hình trận đấu giữa Tứ Hoàng Kaido và Luffy. Dù Luffy tiếp tục sử dụng những chiêu thức kỳ dị để đối phó với Kaido, Kaido vẫn không hề lép vế trước năng lực mới của anh lùn nhà ta. Cả hai đã phô diễn gần như toàn bộ sức mạnh của mình, khiến cả hòn đảo Onigashima đang ăn mình hứng chịu. Trong lúc đó thì lâu đài phía dưới chìm trong biển lửa cũng đã phần nào được Raizo và Shinbei giải quyết tình hình ổn thỏa. Rất nhiều độc giả đã cảm thấy choáng váng khi bất ngờ Luffy có thể cầm cây thương sét từ bầu trời đổ ập xuống hòn đảo đang chật chờ rơi bất cứ lúc nào. Vẫn còn quá nhiều năng lực phi lý từ trái ác quỷ Nika mà Luffy vẫn đang sáng tạo thêm. Vì vậy sau 2 tuần chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đã có vài thông tin mới nhất từ spoiler chapter 1047. Cảnh báo, video sẽ tiết lộ những thông tin nóng hổi từ chapter mới nhất. Những ai không thích spoiler có thể xem lại video cũ hơn và đợi phân tích mới nhất của mình sau ít ngày nữa nhé. Xin chào 500 anh em ghiền One Piece, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Sau đây là một vài thông tin mới nhất được tiết lộ chapter 1047. Cũng bắt đầu thôi. Tiêu đề chapter 1047 lần này là bầu trời hoa đô với trang màu đôi, là cảnh băng hải tặc mũ rơm đang ở trên biển cùng với Momonosuke dặn rồng. Theo như tiêu đề, hòn đảo Onigashima giờ đây đang lơ lửng ngay trên bầu trời của Wano Quốc, nơi người dân sắp kết thúc lễ hội lửa. Một lễ hội lửa được tổ chức mỗi năm một lần để tưởng niệm những người đã khuất. Khi đó họ sẽ thả những lồng đèn lửa bay lên bầu trời để chúng có thể đến được thiên đường và gửi gắm những điều ước cho những người đã khuất, với hy vọng lời nguyện cầu sẽ thành hiện thực. Đây là thời điểm duy nhất người dân tại Wano Quốc được phép uống rượu và ăn mừng trước khi phải quay trở lại cuộc sống đói khổ, thiếu ăn và phải làm việc quần quật như những nô lệ. Niềm vui duy nhất giờ đây đang có nguy cơ trở thành hiểm họa thảm sát tất cả mọi người khi vẫn chưa một ai nhận ra rằng hòn đảo Onigashima đang lơ lửng ngay trên đầu họ và sắp sửa rơi bất cứ lúc nào. Đầu chương sẽ là một đoạn hồi tưởng cảnh lâu đài của Oden chìm trong biển lửa vào 20 năm trước, thời điểm Momonosuke bị Tứ Hoàng Kaido dọa nạt đến mức khóc lóc chỉ biết gọi cha mẹ. Khi đó phu nhân Toki đã quyết định dùng năng lực trái quỷ Toki Toki no Mi để giúp mọi người du hành thời gian đến 20 năm sau nhằm tìm hy vọng giải thoát sự thống khổ cho cả đất nước Wano. Dường như cả hòn đảo Onigashima cháy trong biển lửa đã khiến Momonosuke gợi nhớ lại ký ức kinh hoàng khi phải chứng kiến sự tàn lụi của cả một gia tộc cũng như cái chết của phu nhân Toki. Thời điểm đó cậu dường như một đứa bé vô dụng, khóc lóc và bất lực khi không thể làm được gì để giúp mọi người. Giờ đây định mệnh nghiệt ngã đã bắt Momonosuke phải mang năng lực giống với kẻ đã gây ra cái chết của những người sinh thành ra mình, trở thành một shogun với trách nhiệm cao cả bảo vệ cho cả đất nước. Cho dù Momonosuke vẫn là cậu bé 8 tuổi, nhưng cậu cũng là con của một vị shogun huyền thoại. Điều đó bắt buộc cậu phải trưởng thành hơn, quyết đoán hơn mới có thể giúp Wano Quốc thoát khỏi sự cai trị của bè lũ Orochi và băng hải tặc bách thú. Quay trở lại hiện tại, Luffy sử dụng chiêu thức có tên Gomu Gomu no Thunder. Có vẻ đây là chiêu thức gắn liền với ngọn sét trên tay cậu ở chapter trước đó. Kaido vẫn có thể đỡ được, hắn vừa đánh vừa nhắc tới Roger. Như vậy là thêm một thông tin bổ sung về vị vua hải tặc Goldie Roger không hề sở hữu bất kỳ năng lực trái ác quỷ nào. Kaido cũng nói rằng năng lực là thứ không cần thiết để thống trị thế giới. Chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ ý của lão là gì. Nhưng lịch sử cũng đã chứng minh, qua bao nhiêu người mạnh mẽ trên thế giới đã từng xuất hiện, bao gồm Minh Plain Nolan, người phát hiện ra thành phố vàng Sandora, hay Fisher Tiger, người đã giải phóng các nô lệ tại thánh địa Maricha, Robbie Sabet, thuyền trưởng của băng hải tặc mạnh nhất lịch sử, hay Goldie Roger, người đã trở thành vị vua hải tặc của thế giới. Tất cả họ đều là những huyền thoại có khả năng làm rung động cả thế giới, nhưng chưa một ai có thể gọi là thống trị được thế giới. Dường như Kaido cũng nhận ra rằng sức mạnh không phải là thứ tiên quý để làm nên sự đảo lộn cho cả thế giới. Thế giới One Piece đã di chuyển trong guồng quay trật tự hàng trăm năm do chính quyền thế giới tạo ra từ 800 năm trước. Cho dù rất nhiều anh tài đã từng cố gắng thay đổi, nhưng có lẽ thứ còn thiếu chính là thời điểm mà định mệnh sắp đặt ai sẽ là người làm gì đó. Diễn biến tiếp theo là ở trong lâu đài Onigashima, nhưng ngọn lửa còn sót lại từ bóng ma của tên Kanjuro đã giúp cây đinh đá biển do tiểu thư Hiyori giam giữ đã bị rơi khỏi, giúp tên Orochi biến hình trở lại. Một lần nữa, nhờ năng lực từ trái ác quỷ Zan từng thải đã giúp hắn sống sót. Danh hiệu Vua Ly Đòn, kẻ nhận sự ưu ái của Oda, thánh may mắn không ngừng kêu tên Orochi. Với những pha bấp bẩn vượt qua cả số lần thất bại của Luffy, đã khiến Orochi trở thành cái gai trong mắt mọi độc giả. Có vẻ như sự tàn độc, tội ác mà hắn đã gây ra cho cả đất nước Wano, thì việc bị thiêu cháy cũng chưa phải là xứng đáng với những gì hắn được nhận. Hắn đã từng bêu rếu Oden, bắt người dân Wano phải chứng kiến cái chết của Oden, của Shimotsuki Yasui trước bàn dân thiên hạ. Có lẽ ý đồ của tác giả Oda lần này cũng muốn tất cả người dân ở Wano Quốc được chứng kiến sự trả giá cho những tội ác mà tên Orochi gây ra. Một kẻ mưu mô, xã quyệt, là tội đồ cho cả đất nước thì không thể có một cái chết dễ dàng quá so với những gì mà hắn đáng được nhận hơn rất nhiều. Trong cuối chapter lần này, Luffy tận dụng khả năng biến khổng lồ của mình. Cậu tạo một cú đấm to hơn cả lâu đài và tấn công Kaido. Và với chiêu thức này khiến chúng ta gợi nhớ lại khung cảnh ở chapter 654, cảnh con tàu Noah đang rơi thẳng xuống đầu đảo người cá. Với sức mạnh này, đủ sức phá hủy cả một hòn đảo khổng lồ cùng với sinh mạng của tất cả người dân ở đây.
Một khung tranh sẽ khiến tất cả độc giả phải trầm trồ khi được chứng kiến sức mạnh của Luffy to lớn đến mức nào. Đó là một vài thông tin được tiết lộ trong chapter 1047 mới nhất. Hãy đăng ký và like để cập nhật những phân tích mới nhất về chapter này nhé. Tạm biệt.